Alo, Kali, con có khỏe không? Con gái của mẹ, con có biết mẹ đã lo lắng và sợ hãi thế nào không? Du thì đang khổ sở ở đây, chuyện gì xảy ra ở đó vậy Kali? Mẹ Mansi à, mẹ có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Giờ con chắc chắn rằng mẹ sẽ rất là khó tin. Chẳng phải con đã nói với mẹ rằng tình yêu và tình yêu sẽ chiến thắng sao? Còn bất lực khi phải qua đêm với Du ở bên ngoài. Và Gauri rất là tức giận về điều đó. Mẹ Madhuri muốn trừng phạt con về điều đó. Nhưng mà mẹ biết đó, bà đã ngăn mẹ làm điều đó. Nhưng mẹ Mansi, bà nói rằng bà hoàn toàn tin tưởng nơi con. Vikwavi, Vikwavi đã nói vậy sao? Nhưng thưa mẹ Mansi, bà đã ủng hộ con. Nó đã bắt đầu rồi. Hãy chờ xem nha mẹ. Và một ngày nào đó con sẽ được chấp nhận như cách con hằng mong ước từ khi con còn nhỏ. Mẹ đã thực hiện nỗ lực như vậy cách đây 20 năm trước rồi. Nhưng mà hồi đó mẹ đã thất bại rồi Kali. Nhưng mà mẹ vui vì con đang thành công. Và một ngày nào đó Vikwavi sẽ trao cho con mọi quyền lợi của một đứa con gái mà thôi. Và con sẽ thấy Kali, rằng Vikwavi sẽ sắp xếp cuộc hôn nhân của con và làm ba của con trong đám cưới. Mẹ Mansi, con nghĩ là con sẽ bắt đầu lại cuộc sống của mình với mẹ và ba. Và mẹ muốn cho con đi lấy chồng sớm như vậy sao? Có phải là mẹ muốn gả con đi sớm không? Hãy tha thứ cho mẹ. Nhưng mà bà mẹ nào cũng mơ ước được nhìn thấy con gái của mình lấy chồng hạnh phúc. Mẹ cũng có ước mơ tương tự, là được mặc đồ cho con gái của mình đi lấy chồng, đưa con lên nơi tổ chức thánh lễ và trao con cho chú rể. Khi con thành công Kali và mẹ trở về nhà, mẹ sẽ tìm được một đối tượng phù hợp dành cho con. Cho nên con chỉ cần chờ đợi, mẹ chắc chắn sẽ làm điều đó. Bọn em đã làm theo lời của chị dặn, nhưng mà em sợ Kali có thể thắng. Hôm nay Vikwavi, anh ấy đã ủng hộ nó. Có lẽ anh ấy sẽ sớm chấp nhận nó như con gái ruột của mình. Và sau đó, khi đó Mansari có thể quay trở về nhà của chúng ta. Nếu nó quay trở lại nhà thì Vikwavi sẽ không còn chú ý đến em nữa. Khi đó em sẽ không còn nơi nào để đi nữa. Em đã sinh cho anh ấy một đứa con gái, nhưng mà em vẫn không thể giữ anh ấy cho riêng mình. Mansari chính là chị gái em, nhưng mà chị biết rõ rằng chị ấy chính là vợ thứ hai của anh ấy. Và giờ đây ngay cả Kali cũng sẽ trở thành em gái vợ của Gauri. Chuyện gì vậy chứ? Em không biết chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này nữa. Sao vậy? Chị hãy nói chuyện gì đó đi. Có gì đâu để nói chứ. Cô đang khóc vì sữa đã bị đổ ra ngoài. Ha? Cô không thể nào chống lại số phận. Hãy để cho tôi nói cho cô biết điều gì sẽ xảy ra. Vikwavi chắc chắn sẽ bỏ rơi cô. Và Kali, người đã kiểm soát được Mansari, sẽ cai trị ngôi nhà của cô. Và rồi họ sẽ trở về vị trí của họ.
Vậy còn Kutibai thì sao? Kutibai? Họ sẽ quên đi tất cả về cô và Kutibai của cô mà thôi. Sao chứ? Nếu như Vic Guavi làm điều này, em sẽ chết đi nếu như không có tình cảm của anh ấy. Có cách nào để mà tránh đi điều này không hả? Vậy sao? Được rồi, bây giờ cô sẽ phải sử dụng bộ não của cô thôi. Sử dụng bộ não, hiểu không? Cô sẽ phải thử bằng móc hoặc là bằng kẻ gian. Cô sẽ phải có vỏ quýt dày thì mới có móng tay nhọn. Như vậy thì cô sẽ thắng thôi. Em sẽ làm bất cứ điều gì mà chị nói với em. Nghe nè, vấn đề lớn nhất của cô lúc này chính là tạo nên sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Kali trong nhà của cô. Hiểu chưa? Điều đó có nghĩa là cô phải phá vỡ sự tự tin của Kali. Đúng. Và để làm được điều đó thì cô sẽ phải sử dụng Gauri. Nghe cho kỹ đây, Gauri chính là điểm yếu lớn nhất của Vic Guavi. Nếu như cô xoay sở để khiến Gauri chống lại Kali thì hãy nhớ lời tôi, Vic Qua cũng sẽ quay lưng lại với Kali. Mặc dù hôm nay anh ta ủng hộ nó, nhưng mà tôi sẽ cho cô biết làm thế nào để mà làm điều đó. Hiểu chưa nào? Ôi, Vic Guavi, ta sẽ tiêu diệt ngươi dần dần. Hoặc con gái ngươi, hoặc là người vợ ngu ngốc của ngươi sẽ làm điều đó dễ dàng cho ta. Kali chắc hẳn đã bị họ tra khảo rồi. Mình không biết cái gì cả. Không, đây không phải là thời điểm thích hợp để gọi cho cô ấy. Nhưng mà mình phải gọi. Thay vào đó cô ấy có thể gọi cho mình mà. Cô ấy không nhận ra rằng mình lo lắng cho cô ấy hay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang làm gì vậy? Cô ấy đã lừa dối mình rất nhiều lần, nhưng mình vẫn lo lắng cho cô ấy. Cô ấy chính là bạn của mình. Cô ấy là Sita thời thơ ấu của mình. Nhưng cô ấy đã nói với mình rằng cô ấy sẽ không có gì thay đổi. Không có gì, không có gì thay đổi cả. Du à, dì có tin tốt dành cho con đây. Dì nói đi dì Muta, con thật sự cần nghe điều gì đó tốt đẹp vào lúc này. Nè, con đừng buồn như vậy chứ. Con biết đó, Kali đã làm được điều đó đáng kinh ngạc. Kali tuyệt mà, không có vấn đề gì đâu. Lần này, con bé đã làm được một điều quả thật rất là đáng kinh ngạc. Kali đã quyết định khiến Vic Qua từ bỏ niềm tin mù quáng. Kali đã đạt được thành công đầu tiên trong nỗ lực này. Cô ấy đã làm gì? Kali đã nói cho mọi người sự thật rằng cả hai đứa đã ở cùng nhau vào đêm hôm đó. Khi mọi người đều muốn Kali vượt qua bài thử thách. Cái gì? Cô ấy ổn chứ? Con sẽ đi gặp cô ấy. Nè Du, Kali bây giờ hoàn toàn ổn. Kali thực sự đã từ chối thử thách dành cho nó rồi. Và Vic Qua đã ủng hộ con bé. Anh ấy đã tin Kali. Du à, con ổn chứ? Dạ chị Muta, con ổn.
Đây là một tin tốt. Kali chắc hẳn đang rất là hạnh phúc. Và suy cho cùng thì đây chính là điều quấy muốn mà. Vì Muta, sau khi Kali chiến thắng thì ngay cả dì cũng sẽ rời xa con. Đúng không dì Muta? Dù sao thì con cũng thực sự mừng cho dì. Con nên quen với cuộc sống mà không có dì ở đây. Con đang buồn có phải không? Không dì Muta. Con rất vui nếu như dì vui. Không quan trọng là dì đang sống ở đâu, con sẽ không bao giờ quên dì. Con đang nói cái gì vậy hả? Dì của con rồi sẽ đi đâu? Không có gì đâu bà, không có gì hết. Vừa rồi bà có nghe nói là cô ta sắp đi đâu đó. Chẳng lẽ là bà nghe nhầm hay sao chứ? Là về Samila. Con bé sắp kết hôn mà đúng không? Đúng vậy thưa bà. Bà có thể hiểu rằng con rất là buồn khi mà thấy em gái của mình đi lấy chồng. Thay vì nghĩ về người sắp rời xa con thì con hãy nghĩ về người sắp bước vào cuộc đời của con đi. Đúng không nào? Dạ thưa bà, con sẽ kết hôn sớm thôi mà. Lễ sành gích là ngày mai rồi. Nè, con đã quyết định mặc gì chưa hả? Dạ rồi thưa bà. Thôi nào, hãy phấn khởi lên chứ. Sao mà mặt con buồn quá vậy? Con sắp làm chú rể rồi thì phải vui lên chứ. Còn cô, sẽ rất là tốt nếu như cô không đến dự sang gít ngày mai. Cô có thể ở nhà. Gia đình của Ziha chính là một gia đình danh giá. Chúng ta có nhiều khách từ nhiều gia đình lừng lẫy khác nhau. Và họ có thể đặt những câu hỏi về cô. Cô có hiểu không? Không không không, đợi một chút. Những tấm rèm đó phải treo ở đằng kia, không phải ở đây đâu. Ôi thần linh ơi, khoan đã. Đây là gì chứ? Tôi đã nói rõ ràng với anh rằng tôi muốn hoa hồng. Đây là gì chứ? Đây là hoa gì? Xin lỗi thưa cô, chúng tôi sẽ sử dụng bông hoa cô nói. Lời xin lỗi của anh không có tác dụng đâu. Chúng ta không có thời gian. Nhanh lên đi. Bỏ cái này lên đi nào, nhanh lên. Đợi một chút, ông là người sẽ sắp xếp âm nhạc. Nilu à, em đi lấy váy cho Gauri. Anh có cần lấy thứ gì đó không? À, ý em là anh có mua gì đó cho Samila không? Không. Anh không biết là liệu cô ấy có thích gì hay không. Tại sao em không hỏi Samila chứ? Được rồi. Kali à, con đã làm gì không mệt mỏi từ sáng sớm? Đi ăn thứ gì đi con. Dạ chưa đâu ba. Vậy thì đi ăn sáng và nghỉ ngơi một lúc đi. Không đâu ba ơi, con phải đi lấy váy của Gauri trở về. Được rồi, bà sẽ bảo tài xế đưa con đi. Bà quan tâm đến mình rồi. Ôi thần Rama, nếu mọi việc suôn sẻ
thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Con chỉ mong là Gauri có thể tha thứ cho con. Mình chưa dành đủ thời gian với Chu. Mình đã từng phạm một lỗi lớn như vậy, và Kali đã lợi dụng điều đó. Em đang làm gì vậy? Tại sao em lại tháo nó ra? Đeo nó lại đi. Sao? Tại sao phải đeo lại chứ? Nó sẽ có lợi ích nếu treo lên chuồng chó. Nghe nè, trả cho anh đi. Không trả. Chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì với anh chứ? Anh có mối liên hệ đặc biệt nào với nó sao? Đúng. Anh có một số kỷ niệm gắn liền với nó. Kỷ niệm gì? Anh nói nghe nào. Không phải là chuyện của em đâu. Nè xin lỗi, nhưng bây giờ chị của anh cũng là của em đó. Em sẽ là vợ của anh. Tốt thôi, em sẽ không trả lại anh chiếc nhẫn này. Có cần xé chuyện nhỏ ra to như thế này không? Anh đang cố gắng che giấu điều gì hả? Tại sao em lại làm lớn chuyện như vậy chứ? Mỗi người đều có một cuộc sống giống như em thôi. Mọi người đều có vấn đề riêng của họ. Làm sao em có thể ích kỷ như vậy chứ? Ích kỷ hả? Anh chị nói em ích kỷ sao? Du, Du, anh không thể nói chuyện với em như vậy được. Xin lỗi, em phải đi rồi. Xin lỗi. Không đợi nào. Em có biết vấn đề của em là gì không? Em nghĩ thế giới xoay quanh em. Em là người duy nhất. Em là Gauri Ziha. Em nghĩ rằng thế giới ngưỡng mộ em và nhảy theo giai điệu của em sao chứ? Được rồi, bây giờ thì em biết rằng anh đang nói về ai. Kali có phải không? Đúng, anh đang nói về Kali. Người luôn phục vụ em mà không có bất kỳ sự mong đợi nào khi em bị mắc kẹt ở Patna. Và Kali là người đã đến cùng anh để mà cứu em. Em không nhớ điều đó sao? Lúc đó em không gặp vấn đề gì, vì mọi thứ đều diễn ra theo cách em muốn. Chỉ vì cô ấy ở lại với anh một đêm và bọn anh bị mắc kẹt trong cơn bão, nên em muốn thử thách cô ấy sao? Anh không thể nào tin rằng mình lại kết hôn với một người mà quá bận tâm đến hạnh phúc của riêng mình. Và điều gì sẽ xảy ra với Kali vì những thử thách ngu ngốc đó chứ? Kali có sao thì sao đây chứ? Tại sao anh lại quan tâm đến chị ấy nhiều đến như vậy hả chú? Nói đi. Anh la mắng em là vì Kali. Anh la mắng Gauri Ziha. Anh nói đi. Hãy cho em biết mối quan hệ của anh với Kali là gì. Kali chính là bạn anh. Cô ấy là bạn thân nhất của anh. Và em là vợ sắp cưới của anh. Điều đó không có nghĩa là anh sẽ đứng về phía cô ấy để mà chống lại em. Anh cảm thấy em sẽ là vợ của anh, nhưng mà em không bao giờ có thể là bạn của anh. Bởi vì em không tin tưởng anh. Dù anh Nào, làm lẹ lên đi. Mọi thứ sẽ không tì vết khi mà mẹ ở đây đó. Nếu không mẹ sẽ nổi giận. Có hiểu không hay cần tôi giải thích nào?
Nè, con đi đâu vậy? Ông không thấy ông đang làm gì sao? Đây là tử vi của Gauri. Ôi, Vikwavi sẽ bị sốc khi phát hiện rằng và Chaudhari có lá số tử vi này. Nó sẽ khiến anh ta sợ hãi. Mời ngồi, tôi sẽ nói với bà rằng bà đang ở đây. Dạ. Chị à. Ồ, con dâu tương lai của ta ở nhà và không có ai nói cho ta biết chuyện đó. Có vấn đề gì đâu chứ? À, ý của con là mẹ về thăm nhà chồng nhiều lần trước ngày cưới là không có đúng đâu. Mẹ có thể khiển trách con vì những gì con đã nói, nhưng mà điều này không đúng đâu mẹ à. Mẹ có hiểu hay cần con giải thích?